Hồi thứ 116, vào hãng trung, chung hội chi binh, núi định quân, vũ hầu hiện thánh. Nhắc lại tư mã chiêu thấy thiệu đế nghi ngờ chung hội thì bảo rằng Các quan văn võ đều nói, chưa thể đánh thục, như vậy là đều nhút nhát, nếu có gừng ép cho ai đi đánh thì rồi cũng đến thua, duy có chung hội là nói đến đánh thục, hiến kế sách rõ ràng, như vậy là lòng y không nhắc sợ có thể phá được thục nước thục đã bị phá lòng người ác chi năm sẽ bảy tướng bị thua còn nói mạnh với ai chức đại phu một nước bại vong còn nói gì chuyện mưu tiến thủ dẫu hội có sinh lòng kia khác ta chắc người thục cũng không giúp được nên việc còn như quân ngụy sau khi đắc thắng ai không mong về với vợ con ai còn đi giúp hội làm phản nữa như vậy có gì đáng lo câu chuyện này chỉ có ta với người biết riêng cho tiết lộ cho ai hay nữa nhé. Thiệu để bái phục vâng lời. Bây giờ trung hội hạ trại xong, bước lên trướng, hội họp các tướng. Có giám quân về quán, hộ quân hồ liệt, các đại tướng điền tục, bàn hội, điện chương, viên thanh, khâu kiện, hạ hầu hàm, vương mại, hoàng phủ khải, câu an, hơn 80 người vào nghe lệnh. Hội nói, Giờ cần một đại tướng lĩnh ấn tiên phong, gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu, ai dám nhận chức ấy. Một người hân hái đáp, tôi xin đi tiên phong. Đó là hứa nghi, con trai hậu tướng hứa chữ. Các quan đều nói, phải là tướng này mới làm tiên phong nổi. Trung hội gọi hứa nghi đến trước truyền rằng, ngươi là tướng mình hùng lưng vượng, xứng đáng là con nhà nòi. Giờ các tướng đều cử ngươi, vậy cho đeo ấn tiên phong, đem 5.000 mã quân, 1.000 bộ quân, đi gấp đường vào lấy Hán Trung, chia làm ba đường mà tiến. Người lĩnh đạo Trung quân tiến vào cửa Tà Cốc, đạo Tả quân tiến vào Lạc Cốc, đạo Hữu quân thì qua hang Tí Ngọ. Ba lối ấy đều gặp gần hiểm trở. Ngươi phải sai quân sĩ sang phẳng đường lối, sửa soạn cầu cống, phá núi cốc đá, đừng để vướng vấp. Nếu trái lệnh, ta chiếu quân Pháp xử tội. Hứa nghi vân lệnh tiến quân ra, rồi Trung hội đem hơn 10 vạn binh tiến theo sau Còn Đặng ngải ở lũng Tây Sau khi nhận chiếu đem quân đánh thục, Bèn sai tư mã vọng ra ngăn chặn mặt rợ Khương Lại cho triệu thứ sử Ung Châu là Gia Cát Tự Thái Thú Thiên Thỉ là Vương Kỳ Thái Thú lũng Tây là Khiên Hoàng Thái Thú Kim Thành là Dương Hân Phải đem quân bản bộ đến nghe lệnh Khi các quận về hội họp đông đủ đêm ấy ngải nằm mộng thấy mình trèo lên núi cao trông vào hãng trung bỗng thấy dưới chân núi có ngọn suối vọt ra chạy bắn lên núi giật mình tỉnh dậy thì khắp mình mồ hôi như tắm ngải nghi ngại ngồi chờ tới sáng rồi cho mời viên hộ về thiệu hoãn vào hỏi mộng lành hay dữ Hoảng vốn giỏi về bảo dịch ngải xem việc nằm mơ kể cho nghe Hoảng giải rằng kinh dịch có nói trên núi có nước là kiển quẻ kiển lợi về Tây Nam mà bất lợi về Đông Bắc. Đức Khổng Tử giải thêm quẻ kiển lợi về Tây Nam. Đi thì có công, bất lợi về Đông Bắc. Đi thì đường bị cùng. Cứ như mộng triệu thì tướng quân đi đánh thuộc phe này đắc thắng. Nhưng tiếc rằng kiển có ý khập khiển, ngưng trệ không thể trở về, dễ dàng được. Ngải nghe giải buồn rầu lo nghĩ, bỗng có tin chung hồi Tống hịch đến, hàng ngải cùng đem quân đánh hán trung ngải xem xong sai gia các tự mang mười lăm ngàn quân đóng chặn lối về của khương duy sai vương kỳ đem mười lăm ngàn quân đánh vào phía tả đập trung sai khiên hoàng đem mười lăm ngàn quân đánh vào phía hữu đập trung lại sai dương hân đem mười lăm ngàn quân đến cam tùng chặn mặt sau của khương duy ngải tự thống lĩnh ba mươi ngàn quân tiếp ứng các mặt nhắc lại hôm trung hội xuất quân lên đường trăm quan đều tiễn đưa ra khỏi thành Thôi thì cờ quạt rợp đất, binh khí sáng quắc như tuyết phủ xương xa, người mạnh ngựa khỏe, oai phong lẫm liệt, ai ai cũng tấm tắt khen. Duy có quan tham quân lưu thục, chỉ nhìn theo đoàn quân mà cười nhạt, không nói gì. Thái úy Vương Tùng dừng ngựa bên cạnh thấy thế, bèn cầm lấy tay thật mà hỏi rằng Trung đặng hai tướng đi chuyến này liệu có bình được tay thục chăng? Thực thở dài khẽ đáp Với quân đội kia, với tài hai tướng ấy thì chắc chắn là đánh được thuộc rồi, nhưng chỉ sợ cả hai đều không trở về được cố hương thôi. Vương Tường hỏi lý do, nhưng Lưu Thục chỉ cười không đáp. Tường cũng không hỏi nữa. Vương Ngụy lên đường, tin ấy quân tế tác báo về đập trung. Khương Duy được tin vội viết biểu dân về hậu chúa, đại lược rằng Xin bệ hạ giáng chiếu cho tả xa kỵ tướng quân Trương Dực đem quân ra giữ bình quan cho hữu sa kỵ tướng quân liêu hóa đem quân ra giữ âm bình kiều hai nơi ấy rất khuất hiểm nếu lỡ thất thủ thì hãn trung không tài nào giữ nổi một mặt nên sai sứ sang đông ngô cầu cứu còn phần thần xin đem quân ở đạp trung đi ngăn giặc bây giờ hậu chúa đổi năm canh diệu thứ năm là năm viên hưng thứ nhất ngày ngày cùng tên hoàng quan hoàng hạo vui chơi nơi cung cấm chợt nhận tờ biểu của khương duy hậu chúa cho triệu hoàng hạo vào hỏi Nước Ngụy sai Trung hội đặng ngải kéo đại quân hai đường vào đánh tính sao bây giờ. Hạo Tâu, đây là Khương Duy muốn lập công nên dân biểu cáo cấp như vậy, xin bệ hạ cứ yên tâm đừng lo nghĩ mà hao mòn long thể. Hạ thần nghe nói trong thành có một vị sư bà thờ một vị thần, vị thần này biết hết mọi việc lành dữ, nay xin cho Triệu vào hỏi xem. Hậu chúa nghe theo, sai bày hương hoa, tiền giấy, đèn nến, các thứ phẩm vật ở hậu điện, rồi cho hoàng hậu đem cổ xe nhỏ vào rước mụ đồng vào cung mụ lên ngồi trên giường rồng hầu chúa thắp hương khấn vái mụ đồng bỗng xỏa tóc bảo la liệt rồi coi chân nhảy lên thường điện nhảy nhót lanh quanh đến mười vòng rồi xuống trước án múa mây xoay lộn hoàng hạo bảo, hậu bảo hầu chúa muôn tâu, thánh thần đã dán rồi đấy xin cho tả hữu ra ngoài rồi bệ hạ cầu xin đi Hậu chúa truyền bọn thị thần ra ngoài rồi vào lạy mà khấn. Mù đồng bèn kêu to lên rằng Ta là thổ thần Tây Xuyên đây. Bệ hạ cứ việc vui hưởng Thái Bình còn phải cầu xin việc gì. Chỉ vài năm nữa cương thổ nước ngụy cũng thuộc về bệ hạ đấy thôi. Bệ hạ không phải lo ngại gì hết. Phán xong lăn quay ra đất một lúc. Thế là đồng thăng. Hậu chúa nghe thần dạy vui mừng hết sức đem tiền bạc gấm vóc ra thưởng cho rất hậu rồi từ đấy tin ở lời sư bà không nghe lời khương duy nữa chỉ tối ngày vui vẻ yến tiệc ở trong cung bao nhiêu biểu văn duy vân về cấp báo đều bị hoàn hảo giấu biệt đi vì vậy mà việc lớn hỏng hết nói về đại quân của trung hội tiến về phía hán trung đạo tiền quân do tiên phong hứa nghi chỉ huy nghi muốn lập công đầu nên cho quân tiến sát đến cửa ải nam trịnh nghi bảo các tướng bộ hạ qua loạt quan ải này là vào được hán trung trên ải cũng không có bao nhiêu quân mã, chúng ta cố sức mà phá cho bằng được. Các tướng tuân lệnh, ai nấy hâm hở tranh lớn nhau tiến đánh. Tướng giữ ải là Lưu Tốn biết tin quân ngụy vào đánh từ trước, nên đã cho đặt nỏ liên châu của Vũ Hầu để lại ở hai bên đầu gỗ trước ải. Nỏ này bắn một phát, thì mùi mũi tên bay ra. Khi quân hứa nghi đến, các tướng ngụy xung phong tiến lên, thì sau một hồi còng hiệu, các nỏ này bắn ra như mưa, Nghi vội hạ lệnh lui ra, nhưng mấy chục kỵ binh đã bị bắn gục, quân ngụy thua chạy. Nghi về báo trung hội, hội nghe tin, tự dẫn hơn 100 giáp sĩ tới xem, quả bị nỏ máy bắn ra vùn vụt. Hội quay ngựa phi qua cầu, không ngờ trên cầu đất sụp, chân ngựa thụt xuống bị mắc kẹt vào khe cầu, không rút lên được. Hội nhảy xuống bỏ ngựa chạy bộ, chưa chạy thoát khỏi cầu, Lưu Tốn đã đuổi kịp tới sau lưng, phóng giáo đâm theo. Không ngờ từ trong đám quân ngụy Tuân Khải quay trở lại, bắn Lưu Tốn một phát, trúng tên ngã ngựa, cứu thoát được hội. Hội thấy Tốn ngã ngựa, hô quân quay lại đánh lên ải. Quân trên ải thấy còn có quân nhà chạy về, không dám bắn nọ máy, vì vậy quân chung hội kéo lên đánh tan quân thục, cướp được ải rồi. Hội phong Tuân Khải chức hộ quân, đem toàn bộ yên ngựa áo giáp của mình thưởng cho Khải, rồi gọi hứa nghi đến trước mắng. Ngươi lệnh ấn tiên phong theo lẽ gặp núi phải xẻ đường, gặp sông phải bắt cầu, rồi sửa sang cầu cống để tiện việc hành quân. Thế mà ngựa của ta vừa mới lên cầu đã bị kẹt chân. Nếu không nhờ tuân khải cứu kịp, ta bị giặc giết rồi còn đâu. Ngươi đã trái lệnh, ta phải lấy quân pháp mà xét xử. mắng xong, thét tả hữu lôi nghi ra chém. Các tướng súng vào can. Nghi ti có tội, nhưng cha nghi là hứa chữ có nhiều công trạng với triều đình. Xin đồ đốc khoan thứ cho. Hội sẵn giọng đáp, quân Pháp không chính thì lấy gì răng ba quân, phạm tội là chém. Thế là hứa nghi bị chém đầu, các tướng thấy vậy ai nấy sợ hãi im thinh thích. Bây giờ tướng Thục giữ Nhạc Thành là Vương Hàm, giữ Hán Thành là Tưởng Bân, thấy quân ngụy thế mạnh, đành chỉ đóng cửa chống giữ, không dám ra đánh. Trung hội hạ lệnh cho các tướng. Dùng binh cốt ở nhanh chóng không nên trù trừ. Liền sai Lý Phụ đem quân vây đánh Lạc Thành, sai tuân khải đem quân vây đánh hán thành còn hội thần đi đánh ải dương bình tướng giữ dương bình là quan phó thiêm nghe tin bèn cùng với phó tướng tưởng thư bàn kế chống giữ thư nói quân ngụy thế mạnh lắm mình không thể đánh chi bằng cứ đóng cửa ải mà giữ là thường sách thiêm hằng hái nói không thể được quân ngụy từ xa tới đã vất vả nhọc mệt rồi dẫu có nhiều cũng không đáng sợ nếu bọn mình không xuống ải mà đánh thì hai thành hán nhà kia hỏng mất. Thư ngồi im không đáp, chờ quân phi báo. Đại đội quân ngụy đã đến trước ải. Hai tướng cùng lên cửa quan đứng nhìn ra, trung hội đứng dưới đấy, trỏ lên gọi rằng Nay ta đem 10 vạn quân đến đây, ai sớm biết ra hàng đều được thu dụng theo đúng chức phẩm cũ. Nếu ai chấp mê chống cự sau khi ải quan bị vỡ, ngọc đá chạy nát như nhau thì đừng có hối. Phó Thiêm giận lắm để tưởng thư giữ ải từ mình đem ba ngàn quân xuống đánh. Trung hội thấy Phó Thiêm ra quân, vội cho quân chạy lui. Thêm thừa thế đuổi đánh, đuổi được một quãng thì thấy quân ngụy ung ung kéo trở lại. Thêm đang tính rút lui thì nhìn về phía quan ải đã thấy toàn kéo cờ ngụy, rồi tưởng thư đứng trên thành gọi xuống. Ta hạ ngụy rồi. Thiêm nghe qua, giận uất người, gào lên chửi mắng. Thằng giặc quên ơn phụ nghĩa kia, còn mặt nào sống trên đời nữa rồi quay lại đón chặn quân ngụy mà đánh quân ngụy bốn mặt vây thêm vào giữa thêm song tả đột khẩu liều chết đâm chém mà không phá được vòng vây quân thục dần dần bị chết bị thương đến tám chín phần mười thêm thấy vậy ngửa mặt lên trời mà than rằng ta sống làm tôi vua thục thì chết làm ma nước thục là hơn than rồi lại xong pha đánh giết lát sau bị máy vết đâm chém máu nhuộm đỏ cả bào giáp ngựa cũng bị chém ngã thêm bèn rút gươm đâm cổ từ vẫn giữa trận người sau có thơ rằng một sớm điều thân thác dưới cờ ngàn năm tên tuổi chẳng phai mờ chết như chàng phó là nên chết sống kiểu tên thư thật sống nhơ nguyên văn nhất nhật trữ trung phẫn thiên thu ngưỡng nghĩa danh ninh vi phó thiêm tử bất tác tưởng thư sinh trung hội chiếm được ải dương bình thấy trong thành rất nhiều lương thảo quân trang khí giới vui mừng khôn tả bèn cho ba quân an mừng Đêm ấy quân ngụy ngủ trong thành dương ngang, canh khuya sương lạnh, bỗng nghe từ trên cao về phía tây nam có tiếng quân reo vang ầm. Trung hội vội vàng ra khỏi trướng nghe ngóng, đứng nghe hồi lâu lại thấy yên lặng chẳng có gì khác. Đêm ấy quân ngụy chập chờn suốt đêm không dám ngủ, canh hai đêm sau lại vẫn tiếng reo ấy từ phía tây nam vọng lại như đêm trước. Trung hội vừa sợ vừa nghi, chờ trời sáng, sai người đi do thám. Bọn quân đi dò xét ra ngoài mười dặm, vẫn không thấy qua một bóng người. Đành trở về trình với hội. Hội càng nghi hoặc hơn, bèn tự mình đem theo hơn 200 quân kỵ, nai nịch giáp trụ cẩn thận, theo hướng Tây Nam tiến đi dò xét. Khi đến một trái núi, thấy bốn bề sát khí bốc lên rần rần, rần mây sầu kéo đầy trời, sương oán, tỏa đầy núi. Hội dừng ngựa hỏi viên hướng đạo, núi này là núi gì? Bẩm đô đốc, đây là núi định quân, ngày trước hạ hầu uyên tử trận tại đây hội nghe thấy bùi ngùi không vui bèn quay ngựa ra về vừa qua khỏi bên sườn này núi chợt có trận gió lóc thổi lên quay về hướng sau thấy mấy chục kỵ binh đột ngột hiện ra theo luồng gió ào tới như định chém giết hội sợ quá dẫn bọn tùy tùng phóng ngựa bỏ chạy gấp tướng sĩ trong cơn hoảng hốt rất nhiều người bị ngã ngựa nhưng chạy về đến dương ngang thành thì lạ thay không bị tổn thiệt một người một ngựa nào chỉ thấy kẻ say mày sức tráng người mất mũ, rách áo tả tơi, ai ai cũng công nhận. Quái, rõ ràng từ trong đám mây mù, có người đuổi đánh, khi tới gần mình, cứ tưởng là bị nguy, mà rồi lại biến ra là luồng gió lốc cuốn đi mất dạng. Hồi thấy lạ, mới hỏi hàng tướng tưởng thư, trên núi định quân có miếu thờ vị thần nào không? Thư đáp, bẩm, không có thần miếu nào cả, chỉ có lăng mộ gia các phủ hầu ở trên ấy thôi. Hồi giật mình nói, Thôi, đích là vũ hầu hiển thánh rồi, ta phải thân đến tế lễ mới xong. Hôm sau, hội sai mổ trâu bò sắm sửa đủ lễ vật đem lên trước mộ vũ hầu. Hội lạy hai lạy, khấn khứa rất kính cẩn. Lễ xong được một lúc, tự nhiên những trận gió lốc không còn, mây sầu tan hết. Lại có những luồng gió mát nhẹ nhàng hay hãy thổi qua, rồi mưa bụi lất phất rơi xuống. Sau đó, trời lại sáng sủa như thường. Bọn quân sĩ tướng tá ngụy thấy vậy, vui mừng không tả cùng nhau súng lại trước mộ lễ tạ rồi ra về để mấy chung hội ngồi làm việc trong trướng mệt nhọc gục xuống thiêu thiêu rồi ngủ quên trong lúc mơ mơ màng màng bỗng một luồng gió mát lướt qua rồi thấy một người xuất hiện đội khăn cuộn cầm quạt lông đi giày vải mặt đẹp như bạch ngọc môi đỏ từ son tô mày thanh mắt sáng mình cao tám thước cốt cách thần tiên phiêu diêu đường bệ bước vào trước trướng hội đứng dậy nghiêng mình chào hỏi thưa ngài là ai vậy người ấy đáp sáng nay hân hạnh được tướng quân đến thăm vậy phải tới đây nói chuyện cần hiện nay vận hán đã suy mệnh trời không thể trái được nhưng sinh linh hai xuyên mấy năm nay đã cơ cực vì nạn binh cách tình rất đáng thương vậy tướng quân vào cõi chớ có chém giết dân chúng nói xong phất tay áo ra đi hội toan mời lại bỗng giật mình chật tỉnh thì ra là một giấc chim bao Hội biết anh linh vũ hầu bảo mộng trong bụng càng thêm kính phục bèn truyền đạo tiền quân dựng một lá cờ trắng lớn trên đề bốn chữ bảo quốc an dân rồi ra lệnh truyền khắp ba quân quân ta tiến đến đâu ai giết lầm một người lập tức phải đền mạng do đấy nhân dân hán trung đều ra khỏi thành nghênh tiếp đến đâu hội cũng dùng lời lẽ phủ dụ an ủi quân sĩ không ai dám phạm đến cái tơ cái tóc của dân người sau có thơ khen vũ hầu rằng sổ vạn am binh nhiễu định quân trí linh chung hội bái linh thần sinh năng quyết sách phò lưu thị tử thượng di ngôn bảo thục dân tạm dịch am binh mấy vạn vây non định tướng địch kinh tâm lạy miếu đền sống đã dày công hưng nghiệp hán chết còn che chở lấy dân xuyên nói về khương duy ở đạp trung nghe tin quân ngụy kéo đến vội truyền hịch cho liêu hóa động quyết trương dực đem quân tiếp ứng rồi tự mình dàn quân để đợi đánh chờ có tin báo quân ngụy đã đến duy dẫn quân ra thấy bên trận có một đại tướng xông ra đó là thái thú thiên thủy vương kỳ kỳ phóng ngựa tới nói lớn nay quân ta có trăm vạn thượng tướng ngàn viên chia làm hai mươi đường đánh vào hiện đã tiến đến thành đô mà ngươi còn cố kháng cự, chưa chịu hàng, sao không biết mệnh trời như thế? Duy tức đầy ruột, múa giáo xong ra đánh, mới được ba hiệp, kỳ đã thua to bỏ chạy. Duy xua quân đuổi đánh đến 20 dặm, thì bỗng nghe tiếng chiên trống vang rền, rồi một cánh quân hiện ra, có lá cờ theo hàng chữ, lũng tay thái thú khiên hoàng. Duy nhìn qua, cười nói, lũ chuột nhắc này đâu phải là địch thủ của ta. Liền thúc quân đánh gấp hơn nữa, đuổi thêm 10 dặm, thì đụng đặng ngãi, hai quân xông vào đánh giết duy trổ hết tinh thần cùng ngãi đánh nhau hơn 10 hiệp không phân được thua bỗng nghe sau trận có chiên khua duy vội quay về thì có tin từ hậu quân báo lên mấy trại ở cam tùng đều bị thái thú kim thành là dương hân đốt mất rồi duy sợ hãi vội cho phó tướng kéo cờ hiệu của mình ở lại chống đằng ngãi duy đem toán hậu quân chạy suốt đêm về ứng cam tùng đến nơi vừa gặp dương hân hân trông thấy duy thì sợ không dám đánh chạy trốn vào một con đường trong núi. Duy đuổi theo đến một đoạn, bị gỗ đá trên núi lăn xuống như mưa, không tài nào tiến đánh được, đành phải quay trở lại. Đi được nửa đường thì thấy quân nhà đã bị đặng ngải đánh thua đang chạy đến, mà phía sau thì quân ngụy đuổi theo đông như nước vỡ bờ. Quân ngụy thừa thắng, vây chặt Duy vào giữa. Duy cố sức cùng đoàn kỵ binh đánh mở đường máu ra khỏi đường vòng vây, rồi chạy vào trại lớn cố giữ để chờ quân cứu viện chờ có quân lưu tinh phi báo tới báo. Trung hội đánh Dương Bình Quang, tưởng thư dân ải đầu hàng, còn phó thêm liều tự chiến đã chết mất rồi. Hiện giờ Hán Trung đã bị quân ngụy chiếm, Vương Hàm giữ Nhạc Thành, tưởng bân giữ Hán Thành, nghe Hán Trung thất thủ đều mở cửa hàng ngụy rồi, một mình hồ tế chống không nổi, phải trốn về thành đô xin quân cứu viện. Duy nghe tin báo, sợ quá bèn truyền quân nhổ trại mà đi, Đêm ấy quân đến cửa Cương Xuyên thì mặt trước bị một cánh quân đón chặn, Tướng đi đầu là Kim Thành Thái Thú Dương Hân. Duy giận điên tiết, vọt ngựa tới đánh, mới có một hiệp Hân đã thua chạy. Duy dương cung bắn theo ba phát đều trượt, Duy nghiến răng căm tức bẻ gãy cung vất đi rồi thúc ngựa đuổi đánh, không ngờ ngựa bị vấp, hất Duy xuống đất. Dương Hân thấy thế, quay ngựa lại, vùng giáo định đâm chết, nhưng Duy đã kịp thời nhổm dậy và nhanh như cắt, Duy vọt ngựa lên đâm một giáo vào bụng ngựa. Hân vừa ngã nhào thì quân ngụy ở mặt sau đã xô đến cứu được chủ tướng chạy trốn. Duy vọt lên ngựa toan đuổi theo thì có tin báo quân đặng ngại tiến đến. Duy đầu cuối không biết là nên đánh hay là nên cứu phía nào đành phải thu quân định kéo về cướp lại thành hán trung nhưng lại có tin báo bẩm đồ đốc đường về của ta bị ung châu thứ sử gia các tự chặn mất rồi. Duy đành tìm chỗ thế núi hiểm trở tạm đóng trại. Quân Ngụy thì đóng ở phía bên kia âm Bình Kiều. Bây giờ Duy lâm vào thế tiến lui hết lối, ngửa mặt lên trời mà than thở. Ôi trời hại ta rồi. Phó tướng Ninh Tùy hiến kế. Này quân gia các tự đóng chặn âm Bình Kiều, thì ung châu của chúng chắc không có nhiều quân phòng giữ. Vậy tướng quân nên giả đi tắt qua khổng hàm như đánh ung châu, Gia Cát Tự nghe tin ác phải kéo âm bình về cứu, nhờ đó mà tướng quân quay binh chạy ra giữ kiếm cát thì Hán Trung có cơ hội khôi phục được. vui nghe lời cho quân tiến vào hang khổng hàm giả vờ đi đánh Ung Châu. Quân tế tác bên ngụy báo tin ấy cho Gia Cát Tự. Tự sợ hãi nói, Ung Châu là nơi tập hợp quân sĩ của ta, nếu bị sơ sẩy, triều đình bắt tội, ta tránh sao thoát. Bèn chỉ lưu lại một số ít quân giữ đầu cầu, còn bao nhiêu thì kéo hết theo đường Nam về ứng cứu Ung Châu. Duy dẫn quân đi lên phía Bắc được độ 30 dặm, liệu đoán lúc ấy quân Ngụy đã khởi hành, lập tức quay người lại, cho hậu quân đổi thành tiền quân, rồi theo lối tắt tiến vào đầu cầu. Quả nhiên đại đội quân Ngụy đã đi hết, chỉ còn một số ít ở lại. Duy xua quân đánh bật đi, rồi ra lệnh cho đốt hết các trại quân Ngụy. Và các tự trên đường xa trông lại thấy âm bình kiều lửa cháy rực trời, vội vàng quay binh trở lại thì quân của duy đã đi quá nửa ngày rồi tự không dám đuổi nữa dọc đường duy đang tiến ra kiếm cát thì phía trước có một cánh quân kéo tới nhìn kỹ ra thì ra là, là tả tướng quân trương dực và hữu tướng quân liêu hóa duy hỏi sự thể tình hình trương dực kể rằng hoàng hạo đem con mụ đồng bóng vào cung chú thượng nghe lời mụ ấy nên không chịu cho quân đi tiếp ứng sau khi nghe hán trung bị nguy tôi tự ý đem quân đi cứu, tới nơi thì Ả Dương Bình đã bị chung hội cướp mắt. Sau lại được tin đô đốc bị vây ở đây nên vội đến tiếp ứng. Liều Hóa nói, nay ta bốn mặt đều bị địch công phá, đường vận lương bị ngãn, chi bằng lui về giữ lấy kiếm cát rồi sẽ tính kế sau. Duy còn đang nghi ngại chưa quyết thì lại tiếp tin báo. Trung hội đang ngãi chia quân làm mười mấy đường tiến tới đánh. Duy toan cùng điêu hóa trương dực chia quân nghênh địch, nhưng hóa can rằng, đất bạch thủy, eo hẹp mà quá nhiều đường lối ngang tắt, không phải đất dễ tranh chiến. Xin hãy lui về kiếm cát đã, nếu kiếm cát bị mất thì ta hết lối về. Duy nghe theo dẫn quân về ngã kiếm cát, khi gần đến một cửa quan, thấy trống ốc nổi vang cờ quạt nườm nượp, một cánh quân dàn ra trước ải sẵn sàng đánh nhau, đó chính là thành ải hán trung vừa lỏng khóa, phong ba kiếm cát lại bùng lên. Chưa biết đạo quân đóng giữ kiếm cát đó là quân của ai, xin chờ hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư Hồi này chép việc ngụy vào lấy thục, nhưng kẻ chủ trương đánh dẹp lại là Tư Mã Chiêu, như thế là gián tiếp cho ta biết không phải ngụy đánh thục mà chính là nhà tấn lấy nhà thục vậy. Việc ngụy bị diệt còn ở sau việc nhà thục bị diệt, nhưng đã có những việc tàu phương bị phế, tàu mao bị giết xảy ra trước thì còn một chàng tàu hoán ngồi ngất ngư làm bù nhìn kia ta cũng coi như là nhà tấn chỉ làm chủ hoàn toàn rồi nhà tấn đã là chủ thì ta không thể coi nhà ngụy lúc này như nhà ngụy còn lúc nắm quyền chính cũng như khi lưu bị khởi quân ở từ châu là bị đánh tàu chứ không phải bị dám xâm phạm đến nhà hán rồi khi lưu bị thua trận ở đương dương đó cũng là nhà ngụy đánh lưu bị chứ không phải là nhà hán đánh lưu bị vậy trước đây ngụy đã đánh thuộc hai phen một phen phá khởi năm lộ quân do tàu phi điều động nhưng rồi năm đạo quân ấy không đánh lại thôi lần thứ hai là đạo quân của tàu duệ tiến vào trần thương rồi gặp mưa lại phải trở về xem hai lần động binh trên thì ta cho rằng trời không muốn mượn nhà ngụy để diệt nhà hán thật là rõ ràng có người hỏi trời đã không tự hán lại không muốn để ngụy diệt hán là tại sao thưa trời muốn mượn tay kẻ diệt ngụy để diệt hán là nhà tấn kia như thế thiên hạ đời sau đỡ cảm khái khi đọc truyện vậy Trung hội sửa soạn đi đánh thục mà lại phao lên là sang đánh ngô đấy là cách dùng mưu biến trá chưa lấy xong thục mà đã bàn tới việc lấy ngô đó là mưu lực chính phải đi đến thế vẽ trước ra để làm đầu mối cho việc sau việc sau tuy chưa xảy ra nhưng cũng khá cho là ly kỳ vậy thiệu để dự liệu hội sẽ thắng từ lúc hội chưa ra quân Tư Mã Chiêu là dự liệu hội thế nào cũng phản, thì hội còn chưa đắc thắng, lại đoán được cả khi thắng rồi hội làm phản vẫn không thành. Ấy mới là ly kỳ. Lấy đầu mối chuyện ở một vài hội trước làm phục bút cho hội sau cùng. Cái tài thiên thiên của lối văn nhất khí hô ứng như vậy. Gần đây các nhà chép truyện vẫn muốn bắt trước, nhưng đâu có bắt trước được. Xem hồi tử gia cát tẩu sinh trọng đạt, ta đã cho rằng Vũ Hầu không chết, nay xem một gia cát chết còn làm cho chung hội sống sợ hãi bái lại đời lại can phục là vũ hầu chưa chết hoặc có người hỏi vũ hầu biến hiện thánh để răng dụ tướng ngụy sao không hiện thánh để răng dụ hậu chúa biết hiện thánh để che chở trăm họ sao không hiện thánh để giúp khương duy hành binh xin thưa đó là số trời không thể cưỡng lại được vậy trước ngày vũ hầu hiện thánh đã có quan công hiện thánh quan công hiện thánh truy hồn lã mông mà không hiện thánh đuổi lục tốn Hiện thánh đuổi quân thiết xa mà không hiện thánh để cứu tiên chúa ở Hào Đình. Hồi này Vũ Hầu hiện thánh lại một lần nữa chứng minh rằng thiên số không ai cưỡng được vậy.